Xin chào quý chị đã quay trở lại kênh Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay Dương Minh Công Tu có địa chỉ là 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Toyota Corolla Cross. Chiếc xe này là phiên bản 1.8V, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu chạy 3 vạn km chuẩn, anh chị nhé. Cực kỳ là mới. Sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe này thì được mang ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da tùy chọn màu đỏ anh chị nhé. Nội thất khi chúng ta chọn ghế da màu đỏ là sẽ đắt thêm khoảng 30 triệu đến 35 triệu anh chị ạ. Đó, chiếc xe này là phiên bản V, phiên bản full đồ. Đó, đây ạ. Thời điểm mua mới của chiếc xe này thì cực kỳ là đắt anh chị nhá. Vào rơi vào khoảng độ gần 1 tỷ đồng, gần 1 tỷ đồng cả ra tên anh chị ạ. Chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan anh chị. Xe chạy có 3 vạn thì nói là cực kỳ mới chị ạ, mới có tròn 3 vạn thôi. Tất cả lốp áp la răng đều siêu mới chị. Đó, cụm đèn của xe đây. Xe full cảm biến trước sau, radar giữ khoảng cách giữ làn đường anh chị nhé, cảnh báo va chạm. Đó. Đây ạ. Là dòng phay. Trên phiên bản 1.8V cũng như phiên bản Hybrid chúng ta được trang bị là dòng phay anh chị ạ. Đó. Cam 360 tích hợp theo xe anh chị. Đó. Cái xe màu đỏ. Rất là đẹp. Mà độ bền lành của chiếc Cross thì không phải bàn anh chị. Mà lại còn xe nhập khẩu nguyên chiếc nữa anh chị. Đó, cái vân lốp đây nó là cực kỳ mới chị, nó cực kỳ mới. Chiếc xe một chủ xuống từ đầu chị. Sơn zin còn rất là nhiều, sơn zin khoảng độ 95% anh chị. Đó, đây là phần cốp xe của chiếc Cross đây chị này. Cốp xe thì cũng rất là rộng và nhu cầu sử dụng hàng ngày thì cũng thoải mái thôi anh chị. Đó, ốp cabo này. Xin lỗi chị, ốp cốp đây, tất cả đều nguyên zin đấy chị. Anh chị đang mua chiếc này có thể check test bất cứ nơi đâu mà mình muốn đấy chị. Tất cả đồ dùng đây, đồ dùng tay vặn kích lốp đều có nguyên cả chị. Lốp sơ cua này, lòng cốp đấy ạ. Đó, đây là phần đuôi xe đây chị này. Đó, chiếc Cross là một chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ, máy móc bền bỉ anh chị ạ. Lại là chiếc xe nhập khẩu nữa, xăng cộ thì rất là tiết kiệm chị ạ. Đây, trong đô thị chỉ có 9 lít thôi, kết hợp thì chỉ có 7 lít, như là ngoài đô thị thì chỉ có 5 lít 9 thôi chị ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng Toyota này mà chăm sóc với những dòng Toyota này thì rất là nhàn chị ạ. Chỉ có thay dầu, thay nước làm mát, thay lọc, chạy siêu bền rồi. Đó, ghế da đây chị này, ghế da màu đỏ tùy chọn thêm anh chị nhé, rất là đẹp. Ghế da căng đét luôn anh chị nhìn thấy đây, má ghế này. Đó, trần nỉ nguyên bản theo xe đây, cửa gió điều hòa cho ghế sau chị này. Ghế da không có nhăn một tí gì luôn, không nhăn một tí gì luôn, căng đét luôn. Tiến đến phần ghế lái. Đây là tắp đi cửa lái đây chị này. Đó, xe trang bị gương kính chỉnh điện, gập gương điện đây chị ạ. Keo chỉ cánh cửa đấy. Đó, tất cả đều nguyên zin, anh chị chúng ta có thể check test bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Đó, ghế da bên lái đây chị này. Đó, ghế da bên lái chúng ta sử dụng ghế điện đây chị ạ. Có thể thấy đây, ghế da bên phụ đây, cực kỳ mới luôn chị ạ. Chiếc xe này gần như là chỉ có đi một người là chính thôi chị. Màn hình to kết hợp với camera lùi chị ạ. Phía trước chúng ta sử dụng điều hòa hai vùng độc lập chị ạ. Ni lông còn nguyên chưa bóc chị ạ. Đó, cần số của xe đấy ạ. Vân da nguyên luôn, rất là mới. Để vô lăng của chiếc xe đây có trang bị tích hợp ga tự động cruise control cũng như là cảnh báo va chạm giữ làn đường, giữ khoảng cách. Đó, khóe vô lăng này chị này. Độ hao mòn của xe là rất ít anh chị nhỉ, gần như mới tinh luôn chị ạ. Mà tiết kiệm mà rất là nhiều tiền. Thời điểm mua mới thì không hề rẻ một chút nào chị ạ, cho chiếc xe này gần 1 tỷ đồng, một con số rất là lớn đối với chiếc xe Cross này chị. Tiến đến phần động cơ của xe thì đây chính là động cơ 1.8V chị nhé. Đó, động cơ này chị, tất cả máy móc ốc đều nguyên zin, ốc tai đây, ốc cabo đây chị này. Đó, bên em cam kết chất lượng xe là tuyệt đối chị nhé. Đó, vô cùng đẹp chị. Đây ạ, tất cả máy móc đây,
chỉ có xịt qua là mới tinh chị. Chạy có 3 vạn thì cũng như là hết rota này chị. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này. Chiếc xe Toyota Corolla Cross, chiếc xe phiên bản 1.8V, xe được sản xuất đăng ký năm 2022, mang tên tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, mới chạy có 3 vạn tròn thôi chị nhá, chuẩn luôn ạ. Và chiếc xe này nó được bên em chào bán mức giá hơn 700 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó kết bạn Zalo để bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Zooming Auto.